Hello. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp cái phần cài đặt máy, thông số của máy ở trên máy laser theo bộ điều khiển AWC708C, bộ điều khiển mà mình chỉnh thứ cho rõ. Bộ điều khiển AWC708C màn hình 7 màu và chức năng. Nó đây là cái chế độ cài đặt của máy khi cài đặt ban đầu mặc định của nhà máy. Ở đây đang vào cái menu Mastery Master Setting. Cái số 1 là thông số của trục. Cái thứ hai là cái lựa chọn cài đặt tham số cho laser. Thứ ba là cái thông số ra vào, tín hiệu ra, tín hiệu vào bộ điều khiển. Cái thứ tư là cái tự động reset setting. Thứ năm là cái setting về giới hạn phần cứng. Thứ năm là đa đầu, nghĩa là bộ laser 708C cái hỗ trợ được 2 đầu, 4 đầu. Và cái chức năng 7 là cấu hình máy. Đầu tiên sẽ vào cái mục 1 là tham số của trục X. ASIC là số góc trục, ấn Enter truy cập vào cái menu này. Ở đây nó có 6 trục nhưng mà thực tế trên bộ điều khiển nó hỗ trợ tối đa là 4 trục. X, Y, Z, U. Và đầu tiên ta sẽ truy cập tiếp vào cái trục X. Và cái dòng đầu tiên là ta sẽ cài số xung. Và các dòng thứ 2, thứ 3, thứ 4, 5 là cài hướng chiều home và cái rectangle mm là cái khổ của vùng làm việc, ví dụ là vùng làm việc là bao nhiêu được khai ở đây. Và cái start depth là cái tốc độ ban đầu, cái gia tốc vận tốc tốc độ lớn nhất đây. Khi mình bán sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để phần cài đặt thông số này. Đây là thông số cài đặt là không cần máy tính. Đó, không cần máy tính, rất cài đặt xong thử trực tiếp trên máy luôn. Còn một số cài đặt từ máy tính ra thì cũng phải từ cài trong máy tính lót vào trong bộ nhớ. Khi ta cài đặt các thông số trong bộ điều khiển này thì ta có thể lót ngược vào trong máy tính để nó lưu cái toàn bộ thông số trong máy tính để ta cắt. Khi mà nó gửi file vào thì nó nhận các thông số trong bộ điều khiển. Sau đó các menu tiếp theo là cũng như vậy, thì cũng như vậy, đó cũng như thế. Sau đến cái menu laser, là master, enter. Thì đây cái chế độ laser của mình là CO2 class 2, ống laser CO2. Và cái mức tín hiệu ra là điều khiển là mức low, mức thấp. Và tần số là tần số là 20.000 Hz. Cái nguồn max là 80%. Đó, nguồn min là 0, red min là 0. Và đây có các chế độ là Water Project, NG1, NG2, NG3, NG4. Cái này là cho phép khi ta có tín hiệu nước, ví dụ nước bảo vệ an toàn thì cho phép laser nó sẽ làm việc phóng tia. Đó là trên phần mềm. Còn phần cứng thì thông thường nó có công tắc cảm biến nước dùng. Đây là các tiệm phần mềm người ta đã disable hết, nghĩa là ta đã không cho phép làm việc. Trên khi mà hướng dẫn đâu kỹ thuật thì phải được người tư vấn hướng dẫn theo yêu cầu mình sẽ kích hoạt các laser một trên lên để dùng để bảo vệ an toàn khi ống laser trong việc mất nước ta vẫn làm việc hoặc là không có tín hiệu phản hồi về bộ điều khiển thì laser nó không làm việc. Và nói phần cài đặt của ống laser, các hỗ trợ kỹ thuật được liên hệ trực tiếp với thư cung cấp mà linh kiện. Còn các đơn vị khác thì sẽ không cung cấp cụ thể, riêng với mình cung cấp cụ thể từng chi tiết.
Các bạn cứ thắc mắc cứ gọi trực tiếp cho phân thư thư xin CVT, và đây là cái thoát ra ngoài. Tôi chọn cái dữ liệu AI. Ở đây tôi có công tắc chân và cửa, và cái công tắc số cái công tắc bảo vệ cánh cửa và chân khi làm việc, thì mặc định máy sẽ được không được phép làm việc. Khi làm việc ta sẽ dùng theo từng cái thực tế, sẽ kích hoạt các cái chế độ này. Và tiếp theo ta sẽ auto setting và XE auto reset, cái này là khi ta mở nguồn lên tự động các chữ Y sẽ tự động về gốc. Nên ta đi bổ lên là tự mở lên là sẽ máy sẽ đứng yên vào trong phần mềm luôn. Đó. Còn là hatch limit setting và cái multi setting là nhiều đầu. Đây có một đầu kiểu là pet là dây đai, có khoảng cách, có thông số của nó đây. Okay. Để chọn máy nhiều đầu, 4 đầu. Chức năng động, nếu như ta có trục chết sẽ tự động cho nó tự động lấy đo khoảng cách, là focus, nghe đo khoảng cách của mình, đo tiêu cự tự động. Đây ta không dùng, ta đi chỉ của nó luôn. Và đây là cái thông số, đấm ép kép nó thoát ra ngoài phòng làm việc nó. Thì đây nó cũng là cái chính máy, có tên file và số lượng file cắt là bao nhiêu, và tốc độ nguồn, tốc độ nguồn 2, tốc độ lớn nhất của nguồn, và thời gian và cái trạng thái là cái điểm mà vị trí của con tọa độ thì nó nằm lên đây. Khi làm việc tôi bấm start là chạy. Hiện tại tốc độ đang là 400, nguồn lớn nhất là 50%, và thời gian làm việc nữa là còn 45% nữa. Hiện tại đang làm việc đây, và thời gian trôi qua là 15 giây, và cái tọa độ nó đang di chuyển đây. Đấy là cái tọa độ, và xong cái thời gian nó sẽ kêu tít việc, thời gian là 100% đã trôi qua, thời gian là 32 giây. Xong tất cả mọi hỗ trợ kỹ thuật được văn thư hỗ trợ trực tiếp, kỹ thuật đấu nối và cái hướng dẫn phần mềm sử dụng các cái đặt setting trong bộ điều khiển đó, là chỉ có mình sẽ cung cấp hỗ trợ tối bản khi các bạn ráp máy. Các bạn vui lòng liên lạc điện thoại 0909 12460. Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe.